Mến chào quý cô chú và anh chị. Đã, cảm ơn quý cô chú và anh chị đã tiến rồi đã ủng hộ em clip bông trang nha. Đã, bây giờ còn em còn lại mấy cây nguyệt quế với mà kim quýt nha cô chú anh chị mình ha. Đây là mã số 1D đầu tiên. Đó, những cây kim quýt này thì em trồng trong chậu rất là tự nhiên. Thứ nhất á, là bón phân hữu cơ rất là ít. Đó, thứ hai nữa đó là cây rất là già nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 1m4, tán ngang tàn của nó luôn á là 95. Đây hoành thân nha, hoành thân là 21 mà em tính 20 nha, rất là bự, chi tay là tứ diện ngoái nhạo hết trơn luôn gì mình ha. Thân cây thì lắc lượng dáng lông đó. Mấy cây này là tuổi đời tầm từ giá là 40-50 năm trở lên không luôn gì mình ha, rất là già. Cô chú anh chị mình về cái thai chậu khác là mình trồng lại thôi, tại cái này là em trồng trong chậu này thì em ship chậu nó sẽ bể. Nó giờ cô chú chị mình thay chậu lại nha. Đã hàng trong chậu 100% bao sống và bao ship cho cô chú chị mình luôn. Mã số 1D em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu em bao ship cho cô chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Còn nếu mình ở gần chúng em sẽ bớt chút đỉnh nha. Đó. Mã số 2 cũng là chi tay tứ diện luôn. Cây này đang cho trái rất là đẹp luôn nha. Những cây này là chim nó rất là phái, chơi nhất là trao chảo. Đó. Nó có thể trị ho lượt, nó the lắm nha cũng như mình ha. Đó, cao lên là khoảng cỡ 1m2. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn á là 1m1 nha cũng như mình ha. Đó. Đây những cây này cũng là chi tay tứ diện dáng lông rất đẹp, thân thì liền lạc lành lặn không có bị bể thân nha. Đó, mã số 2D. Đây hoành thân này nó cũng khoảng tầm từ giá là 20. Đó. Đó, hoành thân là 20 nha quý anh chị mình ha. Đó, liền lạc nha. Cây thì thân thì không mục miệt gì hết. Đó, trái đang chỗ rất là đẹp luôn, rất là the. Đó, những cái kiển cổ thì người ta thường ta chọn nguyệt quế, kim quýt là người ta chơi là nhiều. Đó, nhất kim nhì nguyệt nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, những cây này thì đế nó rất là đẹp cho quý anh chị mình ha. Như em giao lưu cây chứ em không có ship chậu cho quý anh chị mình nha. Đó, cây này thì em giao lưu với quý anh chị mình luôn có giá là 2,3 triệu. Bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Mã số 5. Đó, tới cây kim quýt này nha. Đây, cao là 1m3. Tán ngang tàn của nó luôn là 1m1. Đó, cây này là cũng chi tay tứ diện, mấy cái tay chi này khoảng cỡ 10-10 mấy trơn nha. Quá nhạo rất đẹp. Tàn thì em chưa tỉa lại luôn, của chúng chị mình có nhu cầu thì về cứ tỉa lại theo ý muốn của mình nha. Đó. Mã số 3. Hoành thân là 19, 20 mà em tính 19 thôi. Đó, chi tay rất là đẹp luôn cho mình ha, kim quýt. Đó, cây này cho trái thì mình trị ho rất là tốt nha. Đó. Mà cây thì này nó đang cho trái rồi. Đó, khi nó hết trái rồi nó đã đâm tược non lên rất là đẹp luôn cho mình ha. Đó, lá nó rất là đẹp luôn. Đó, mã số 3 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là cây này thì có giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Mình ở gần chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây tới mã số 4. Mã số 4 là chiều cao á là 1,5 m. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1,2 m. Đó. Cây này thì đế nó cũng rất là đẹp cho quý anh chị mình ha, hoành thân. Tại mấy cây này nó rất là lâu lớn luôn. Đó, mấy cây này em bao già. Hoành thân là 2,3 m. Đó, 2,4 m mà em tính 2,3 m thôi. Đó. Cái này là em giao lưu cây chứ em không ship chậu cho quý anh chị mình ha. Đó, mã số 4 cũng có giá là 2,5 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc và em bao sống cho quý anh chị mình 2-3 tháng, 3-4 tháng cũng vẫn được. Đó, mã số 5 cũng là kim quýt luôn nha. Đó, những cây nhỏ này quý anh chị mình cứ để ban công hành lang, để trước sân vườn rất là đẹp. Cao là 1,2 m. Tán ngang tàn của nó luôn là 95. Đó. Cây rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Chi tay nó cũng rất là đều. Đây để em đo thử coi nha. Đó, hoành thân là 21 tính 20. Đó. Cây này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 2,000,000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó. Tới mã số 6. Chiều cao là 1,6 m. Tán ngang tàn của nó luôn là 1,3 m. Đó, cây này rất là cao, rất là đẹp. Đó, cụ đế là cụ đế quái luôn nha cô chú mình ha. Cây rất là già cây. Bao già luôn. Hoành thân 22, em tính 20 thôi. Đó.
Cây này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 2,4 triệu. Cái này nó bể chậu rồi. Đó, em bỏ thơ khơi cái chậu trên thôi. Đó, đế là ghế màng là nó ăn bít cây hết trơn nha cô chú mình ha. Rất là già cây. Đó, ghế rất là chắc chắn nha cô chú mình ha. Mình về mình tỉa sơ là thôi, nó ra từng rất là đẹp luôn. Đó, chi tay là quá nhạo, 2,4 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, mã số 6. Tại vì những cây này nó rất là bự, chúng em không có thể đưa lên trên chờ bàn quay để quay cho cô chú anh chị mình coi được. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, em chụp hình gửi Zalo mình nha. Đó, đây tới Nguyệt Quế lá trung bông chùm, chi tay là tứ diện. Đó, dáng là dáng long, rất là đẹp nha. Tán ngang tàn của nó luôn là 1m9, chiều cao là 2m7. Tán ngang tàn là 1m9 nha, cao là 2m7. Đó, hoành thân. Em chỉ báo thôi nha, còn nếu mà cô chú chị mình có nhu cầu á thì cứ liên hệ với em, chụp hình gửi Zalo rõ ràng cho cô chú mình coi nha. Hoành thân là 6 5 tấc 2. Hoành thân là 5 tấc 2, chi tai là tứ diện dáng long rất đẹp. Chậu này 1m2, cô chú chị mình về cái mình cứ mua cái chậu mét 2, chậu kiểu hay chậu gì đó cứ trồng vô là được nha. Đó, cây thì rất là già. Đó, bao đẹp cho quý chị mình luôn. Mã số 7. Em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 6,2 triệu. Bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đó, mình ở gần với sẽ bớt tiền ship lại, 6,2 triệu. Mã số 8. Đó, cây này nó đang cho bông rất là thơm cho quý chị mình ha. Đây, để em đo thử rồi nha. Tán ngang tàn của nó luôn là 1m8. Tán ngang tàn là 1m8, chiều cao là 2m7. Đó. Đang nằm trong chậu 1m2. Nằm chậu này khoảng có 3 năm rồi nha quý anh chị mình ha. Đó. Hoành thân em đo chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, 4 tấc 6. Hoành thân là 46 nha. Liên lạc là lặng cây, không có bị bể một gì hết trơn nha. Dáng lông lắc lượng rất là đẹp luôn. Đó, cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 5,8 triệu. 5,8 triệu em bao ship cũng toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 9D, chiều cao cũng là 2m7 luôn. Tán ngang tàn của nó luôn là 1m8. Đó, mấy cây này em chỉ đo hạo nhưng mà em trừ hao, giống như cái bông này là bông trùm này, quý anh chị mình thấy giùm em ha. Đó, bông trùm rất là đẹp luôn. Một bông một thôi mà nó trùm trùm, nhìn rất là đẹp, rất là thơm nha, nhất là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Đó, cụ đế là chưa có môi ra luôn, cụ đế rất là đều đẹp nha. Đó, mấy cây này là em trồng trong chậu nhà tự nhiên nha. 5 tấc 2 hoành thân. Đó, hàng thì bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Đó. Em quay không gọi chi tiết cứ liên hệ với em, chụp hình em gửi Zalo cho quý anh chị mình luôn. Đó, cho quý anh chị mình biết thêm chi tiết nha. Đó, từng chi tiết một, này là em chỉ cái tả cây thôi, cao là 2m7 nha. Đó, cây này thì em giao lưu mã số 9, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 5,900,000. Đó. Mã số 10. Đó. Chiều cao là cũng tầm 2m6. Chi tay thì cô chú anh chị mình khỏi sợ rồi. Đó, em quái nhạo tự nhiên. Tán ngang tàn của nó luôn là 1m8 luôn. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Dáng lông lắc lượng, liền lạc. Cây không có bị bể thân hay là mục miệt gì hết. Đó, cụ đế rất là quái nha cô chú mình ha. Đế đều tứ diện. Đó, đây, hoành thân là 40. Cây này là 5,9 triệu. Em bao ship cho cô chú chị mình luôn là toàn quốc. Thứ nhất, thứ hai cái nữa đó là em không ship chậu cho cô chú chị mình được nha. Đó, tại vì ship cái chậu đi thì nó sẽ bị bể. Em chỉ bó bầu. Đó, ship cây cho cô chú chị mình thôi. Mã số 11. Đó, dáng lông lắc lượng rất là đẹp cho quý anh chị mình ha. Đó, nguyên si là lặn luôn, không có bị mục cái gì, thân không bị mục gì hết. Cao cũng là tầm từ giá 2m7. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn á là 1m9. Đó, cái này nó đang cho bông, nó chuẩn bị ra bông mới nha. Đó, quý anh chị mình thấy em rung cái là bông nó rớt xuống, rất là thơm hổm gài rồi, mấy ngày rồi nha. Đó, thân thì cụ đế là đế bài rất là đẹp luôn. Đó, tại vì những cây này là em tuyển chọn trong chậu hết trơn rồi nha. 46 hoành gốc nha cô chú chị mình, hai hoành thân. Đó, đây, Nguyệt Quế mà cô chú chị mình mua cây phôi về á thì trồng nó tỷ lệ đạt á, sống á
nó chỉ là 50-60% thôi. Đó, rất là cực. Còn nếu mà hàng ở trong chậu có sẵn rồi á, cô chú chị mình về cứ bón phân dung nước vô thôi, là hàng tháng á, nó sẽ cho bông cho cô chú chị mình rất là thơm. Đó, mà rất là đẹp luôn. Mình khỏi cần mà mình săn sóc kỹ lưỡng cũng vẫn được, hàng cứ hàng ngày mình tưới nước là thôi là được rồi. Đó, mã số 12, chiều cao cũng là 2m7, tán ngang tàn của nó luôn là 1m6. Đó, cụ đế là chúng em chưa moi ra. Đó, nằm trong chậu này là chậu 1m2. Đó, để em đòi thử cây này thử coi nha. Cây này là hoành 3 tấc 7. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 4.800.000. 4.800.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, đặc biệt là em bao sống cho cô chú anh chị mình luôn. Em bán người quế này rất là nhiều rồi. Đó, bởi vì hàng thì em bán em bao sống, bởi vì chất lượng á thì cô chú anh chị mình khỏi sợ và khỏi lo. Đó, đây rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó, Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các chú anh chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Chịu rất nhiều. Thanh Chịu trân trọng cảm ơn và cảm ơn.